Cây của mình trồng trong bầu rồi nha, trong bầu rồi, rất chi là đảm bảo 100% luôn, cây rất đẹp. Đây anh em thì xem rất nhiều, số lượng rất nhiều. Có nhu cầu thì xin liên hệ cây sung phôi mini rất đẹp. Mình số lượng mình rất là nhiều. Rất nhiều. Mời anh em xem nhé. Sung phôi mini đã được trồng trong bầu. Chỉ việc nhấc lên và trồng trong chậu là ok. Mình quay cho anh em xem rõ luôn, cây rất là xoáy luôn, gì xoáy kiểu gì cũng có, các kiểu luôn. Anh em xem anh em xem nhé, xin mời anh em xem sung phôi mini đã được ở trong bầu. Rất nhiều nha, anh em nào có nhu cầu cây các kiểu thế. Cây này cái chậu rất tuyệt. Xin mời anh em xem